ba set thôi nha. Màu xanh này đẹp quá, xanh này xanh tây nè với màu đen, xanh và đen ha. Ai lấy trước em 135.000 set nè, ba món có hai set à. Cam giùm em ha. 60 60.000. Ai
áo trong áo nè, có mút ngược sẵn với bà hở mà áo ngược đâu, không có sợ hở. Áo khăn lụa 60k, trắng, vàng, hồng, cam. Thôi quần chị mặc là quần dây kéo chính giữa có ốp hình luôn á. Quần ống rộng nè, bữa nay sale luôn cho mọi người 85.000. Ống rộng dài nha, 85k đủ size SML. Bộ 50 hả, là bộ nào ta? À bộ đồ hoa đây. Nè à, bộ đồ hoa 50.000 đây. Chất này cho cũng lụa mềm. Bộ hoa à, lấy giúp em vàng. Vàng hồng đậm hồng nhạt. Vàng hồng đậm hồng nhạt nha, có 3 màu à. Vàng hồng đậm với hồng nhạt 50.000. Báo lộn giá luôn lại, bộ này tới 65.000 nè. Lỡ rồi bán luôn 50. À lấy bộ đùi chứ bộ đùi. Thank you.
vậy chứ cũng không mở nhiều đâu. Áo 65 ngàn không nghe ơi. Áo 65k nha, cái này chồng vô cổ nè. Rồi áo này bao nhiêu ta đẹp? Áo này 55 ngàn thôi mà đúng bô zip luôn. Có vàng, có cam, có trắng, có đen, nâu. Vàng, cam, trắng, đen, nâu. Áo hưởng ngực đen. Màu nào cũng đẹp hết trơn á trời, xịn ghê luôn. Ôi màu cam mày trắng da lắm nè. Ai nó chở di xích này là mình tuột xuống được ha. Cái cọng dây là cột 55 ngàn, cái này hở, hơi hở nên em không thể nào mặc trên live được nha. Đó. Vàng cam trắng nâu. Ai lấy thì chốt thì em đi. Vàng cam trắng nâu có hình mẫu mặt rồi luôn rồi đó. Quần ống rộng đang mặc nha. Đó, lấy đồ thôi. Quần lưng cao, ống rộng gì mà em dây kéo luôn nè. Bữa nay xây cho mọi người 85 nghìn, đúng sai ít mọi lời. Ai, ai lấy quần chốt quần nha, là quần em đang mặc luôn á. XML quần tay luôn nha mấy chị yêu ơi. Quần tay ống rộng đẹp lắm. 85 ngàn XML quế quế á. Bạch nhỏ. Quế quế Yến này hả? Yến này hình như là còn trắng.
chị chuẩn bị tính mặt xuống trong máy beo là đẹp lắm. Lấy
chứ mềm áo thôi. Ôi cái chân váy này đẹp quá, mấy bà không mua vậy? Đó chân váy chất này là co giãn có quần trong luôn, 62.000. Em mặc cái màu nâu. Hở cũng gài nút phía trước luôn, y như vậy. Cũng gài nút phía trước luôn nha. Trời ơi cái màu nâu đẹp quá vậy. Hở màu nâu lên cũng đẹp quá. Ai lấy váy chút váy nha. Bộ gấu, đây bộ gấu đây. Lấy áo đây mặc cho Dung Ni nè.
còn đen thôi. Dạ vừa trời, váy này bằng thun co giãn 62.000. Tay áo nha, có màu đen nè, màu nâu với màu trắng, dễ thương quá mấy chị. Váy đang mặc có hai màu á chị quý, có màu nâu với màu trắng nè, chất thun co giãn, có quần bên trong luôn, 62.000. À lấy váy chút váy nè. Tìm nghe tôi nói không?
hoa dí này cần lắm nè. 105. Còn một set nè mấy chị, có ai khoái set này không? 105 nghìn. Trời ơi, set nội này đẹp quá à, quần ngố luôn. Set nội quần ngố nha, 105. Ok, lát nữa chị nhắn cho. Bộ đùi 45. Bộ này 60kg lại vừa nha. Ai lấy bộ chút bộ pyjama hả? Còn bộ pyjama đùi được không? Áo bò sữa nha. Pyjama còn quần bộ quần đùi được không bà?
cái này là beo nu, beo xanh, beo nu nha, 50.000 LV nu. Rồi cái này là hồ loan 50.000 một bộ nè. Pyjama 50. Lụa này mặc mát lắm, chắc 55kg là vừa luôn á. Loan cho một chút. Áo yếm
chỉ còn áo yếm yếm kiểu khăn á. Ở đây áo kiểu nè mấy bạn ơi, áo kiểu hai món nè, đang sale cho mấy bạn nhiêu vậy? 39.000 bộ LV 50k. Bộ LV nè ta, bộ LV là 50 giờ chiều. Đây set áo hai món nha, một cái áo nè, áo này bình thường là 50 rồi. Đây khoác hai cái tay vô giùm em, còn màu trắng, màu hồng guốc với màu xám. Ai lấy áo 39 chút, áo 39.000, áo 39k. À nãy giờ ai kiếm áo kiểu, áo này mặc đẹp lắm á. Bộ LV quần đùi bà là bộ này hết trời, 75. Bộ LV này 75 chứ không phải là 50. À áo khăn, đâu là áo khăn à? Ai áo khăn đã bán 65 hả, giờ bán 60 nè. Có màu hồng, đây màu vàng kia hả? Các bạn bộ nào vậy? Màu trắng. Ý cái này là màu cam. Có mút gọt sẵn nha, cột dây phía sau lưng hơi bị đẹp luôn á. Ờ, bộ pyjama hả chị, phải không? Bộ pyjama hả chị yêu? Vô chứ, cái này là mình cột nơ phía sau lưng á, tùy nó chỉ cột thôi à. Không cột tới đâu cột. Mấy cái beo dưới đó. Dạ chân váy, trời chân váy đẹp lắm á, em có úp hình á, chị mặc vừa. Sao không vừa vú bà, cái này cột sau lưng mà, sao không vừa. Cột tới đâu cũng được hết trơn. Hồng cho Ngân nè. À chị chứ tự điều chỉnh mà. Có, nãy giờ quên luôn á. Áo này đẹp lắm nha, trời. Cái này giờ mình chồng nó vô vậy. Áo rồi đó, cái này mình cột ở sau lưng, nó chứ không cột bao nhiêu chứ cột. Còn cam, vàng, trắng. Màu trắng đẹp lắm nè, em có màu trắng quá trời. Và mua em để mặc hết luôn á. Em ghiền cái áo này lắm. Hổm giờ kiếm mua toàn là trăm mấy, 200 không ngọt. Để nhường cho khách trước đó. Màu trắng nó như đây rồi, khoái màu nổi thì lấy màu cam. Đâu rồi, dục nó mất tiêu.
chị? Máu em mua chưa? Buồn. Trời ơi, đẹp.
à. Bộ nội này form siêu rộng, y chang hàng cao cấp luôn. Nhưng mà giá là rẻ nha, 75.000 à. Quần xòe luôn nè mấy chị. Em có màu xanh nè, màu hồng, trắng, đen. Xanh hồng trắng đen có 75.000. Rẻ dữ vậy. Cái này bình thường chắc cũng 105.000 rồi đó. Sao đợt này làm rẻ quá trời. Ai lấy bộ chút bộ 75 hồng kia bà thanh chút. Trời ơi, màu khác đi trời. Em không có, không có màu hồng nữa rồi. Còn trắng đen xanh nè. Xanh chị Vy. Còn trắng với đen. Trời ơi, đen ngầu lắm luôn á là. Ủa nè. Đen đi vậy, đen ai trắng gì đi. Cho em bán mẫu này hết chứ coi. Cái quần xòe đẹp dữ luôn nè. Đen nha chị Vy. Bơ quần đùi là cái set nãy chị kia em mua hả, phải không? Set đuổi hả? À, set này đẹp dữ luôn á, có 105.000 à, mà chất này là chất mềm nha, nó không phải là cứng nha. Hẻm tổ 7 ngang bệnh viện Đa Khoa Trung ương á Nhi ơi, chạy vô hai căn nhà là tới. Phía trước có tiệm thuốc Phật Ma City á. Màu vàng nè, út đi màu vàng quá đẹp luôn, vàng nổi luôn á, vàng trắng đen xanh, xét em mặc thấy cưng quá mới chịu, gì chế? Thank you.
nhiêu ta? 102.000 rồi đó, 105 lần đó. Ai vậy hả? Okay, ok. Em kiếm cái set mà sẽ nói coi, em không hình dung ra được. Còn cái set chỉ nói không có rồi, không có gì về cái gì rồi. Cái set chỉ nói không có về hàng rồi. Rồi đang mặc còn một set cuối cùng, ai lấy nữa không mấy chị ơi? Không lấy em lấy nha. Bộ ngủ lấy em đeo một cây ngăn. Áo hùng 28.000 là mẫu nào ta? Là mẫu nào chị yêu? Ôi cái bộ này dễ hôn quá vợ. Cái vải nó cũng bóng bóng như vải lụa vậy nè. 2 tầng nha, 50.000 thôi. Quần bèo luôn, trời thấy cưng ghê. Áo màu xanh. Ủa là của Quỳnh Như á hả? Em muốn lấy màu gì? Nãy chị chốt cho em màu đậm rồi đó. Rồi trời ơi, còn thấy màu đậm nữa. Để chị đổi màu nhạt lại cho. À, hồng đây. Đen nè. Đen như Khánh Phương. Có chân váy xếp ly nha. Ghét quá. Này cái xanh này xanh kêu đẹp lắm nè. Còn hồng, cái này là xanh đậu. Ai lấy chứ em 50. Chân váy xếp ly có lợi 2 tầng với 3 tầng luôn á. Cái áo có chữ. Để hỏi đi đổi xếp lại cho bạn. Thank you.
ly màu cam đẹp dữ vậy? Màu cam mặc lên trắng cực kỳ luôn. Ai lấy cam chút cam 205.000. Quần ngố 60kg, có quần ngố 60kg á.
Rồi rồi, đợi chị cái nha, đợi chị cái. Chưa lấy lại mà máy này lấy lại máy này bữa lấy rồi á, lấy áo chị mặc ok. Thank you.
62.000 à. Thôi giờ bán 60 luôn, nãy giờ chưa bán được cái nào hết trơn. Ai váy nè, lên với áo trắng quá đẹp luôn. Áo trắng, áo đen gì cũng đẹp. Có quần trong ha. Hai màu, màu trắng với màu nâu. Đó, sale xuống cho mấy chị luôn, 60.000 luôn rồi đó. Đủ size XML. Cái này chắc không có giãn đâu. Xinh quá rồi mấy chị. Cái váy này chứ nào, váy này đẹp nè. Còn một cái cổ vuông xích. Cổ vuông xích còn một cái nha. Mặc vô hơi bị đẹp luôn á, 40.000. Cổ vuông xích 40. Nghe cái giá chóng mặt luôn. 145.000. Có màu nâu, màu xanh. Màu nâu, màu xanh với màu đen. Màu xanh đẹp quá vậy. Maxi dập ly 145.000. Xuất sắc lắm luôn á trời. Giờ còn cái xe ớt rồi chứ ơi. Đang mặc còn xe ớt rồi. Hết size rồi.
này 52, 53 kg loại dừa giùm em.
đen nha. Còn cái áo hở vú này nè mọi người. Còn cái áo hở vú này nè mọi người, mua đi. Có 55.000 à mà không mua zip luôn. Còn cái dây này khích lại thì chắc không hở nhiều đâu. Có trắng, có vàng, có cam đây. Trắng, vàng, cam. Chúc em sao? Chúc em sao chiêu? Bán hoài mấy chị mua hoài mấy chị than hết tiền.
bữa hai bữa chứ mấy chị nhớ em. Đây bộ loan nè, bộ loan này form cũng bự lắm nha, lỡ là sale luôn cho mấy chị đi. 75 xe còn 55 luôn. Bộ loan Adidas nè, có màu này là màu màu hồng, ủa màu đỏ chứ, màu cam với màu đen, đỏ cam đen. Ai lấy chứ em, 55 nghìn. Đen đẹp quá nè, thun quá chị, thun cô tông á. Xếp thùng xuông hả? Có xếp ba móng, xếp ba móng kèm móng khoác với cái xếp mà cũng cột cái nơ đây hay gì đó. Xếp nhiều lắm. Đây cam nè bạn, này không có tông quá chị, cam đây. Còn đỏ với còn đen. Làm gì mà à, cái eo cũng rộng á, cũng năm tầm năm mấy ký nó lại dù á, chị kẹp eo lại cho đẹp. Lo nhiều quá thêm trời. Một cái quần đuổi ống rộng dài, một cái áo sơ mi với một cái áo con ở trong, 165 nghìn. Có màu xanh này với màu đen nha. Ai mua cái sơ mi ở ngoài luôn, cái này mặc sang, cái màu xanh này cũng đẹp nữa luôn, có xanh với có đen, có hai set à. Đầm dài hỏi luôn, đầm maxi hả? Thank you.
cực kỳ luôn. Ai đó làm cargo cho em 30.000. Thấy chưa, đẹp lắm. Cargo 30. Áo đen này còn cái sale luôn 37.000. Áo đen xả 37. Ai lấy trước em áo đen 37. Còn cái bu zip nè,
cái quần này form quần này bự lắm nè, XL cũng vừa luôn nha. Quần đen ống rộng 30.000, đen ống rộng 30.000 nha em. Ê nha Khách Phương ơi, còn cái áo, ủa đâu phải, ủa đâu cái áo kia cái chiều này. Còn cái form con bò, áo con bò rồi. Áo con bò 30. Rồi có ai mua gì nữa không mọi người? Tầm 60kg vừa. Áo bò cho chị Trinh Ngọc.
em, mai mai chị mới cộng được nha, chứ bây giờ chị chưa sẵn được. Bây giờ chưa sẵn hàng được. Ai bộ này? Bộ tiểu thư đi, cộng bộ nào, sao 80 luôn. Bộ tiểu thư siêu đẹp, sao 80k luôn. Ai lấy bộ chút bộ. Hết tiền ra vợ trong tim.
40.000. Có lấy thì nhắn tôi để. Để mốt lựa em rồi chốt luôn.